Cảm ơn quý vị tiếp tục đồng hành cùng với Chào Buổi Sáng. Và như đã hẹn thì chúng tôi đã trở lại với những thông tin thời tiết. Bắc Bộ buổi chiều thì sẽ nắng nhiều, nhưng mà đêm nay, đêm Giáng sinh thì Bắc Bộ sẽ lại chuyển rét cống. Diễn biến cụ thể như thế nào chị Thu Hiền? Vâng ạ, khu vực Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội thì trời sẽ có nắng trong khoảng thời gian là từ 7 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Với nhiệt độ cao nhất thì sẽ vào khoảng là 19 độ C. Và sau khi mà nắng tắt thì không khí sẽ lại chuyển rét. Tối nay lúc mà mọi người ra đường đi chơi đêm Giáng sinh thì nhiệt độ phổ biến là sẽ dưới 14 độ C. Còn lúc rét nhất là vào khoảng 4 giờ sáng mai khi mà nhiệt độ chỉ còn vào khoảng là 11 độ C mà thôi. Còn các nơi khác của Bắc Bộ cũng sẽ chuyển rét cống trong tối và đêm nay. Nhiệt độ các thành phố từ vùng núi xuống đến đồng bằng, ven biển đều hạ xuống dưới 12 độ C. Thậm chí là ở Lạng Sơn, Cao Bằng hay là Sapa thì chỉ còn vào khoảng là từ 4 đến 7 độ C mà thôi. Quý vị nhớ mặc ấm, đeo găng tay, đội mũ và quàng khăn để có thể bảo vệ sức khỏe của mình. Dạ vâng, vậy còn thời tiết ở các khu vực khác trong đêm Giáng sinh thì sao chị Thu Hiền? Vâng ạ, với khu vực Trung Bộ thì từ Đồng Hới đến Phan Rang Tháp Chàm sẽ có mưa trong đêm nay và ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động vui chơi của mọi người. Thưa quý vị khán giả, trong đó thì từ Đồng Hới xuống đến Quy Nhơn trời rét với nhiệt độ phổ biến là dưới 20 độ C. Còn từ Thanh Hóa xuống đến Hà Tĩnh thì sẽ tạnh ráo nhưng mà cũng khá rét với mức nhiệt phổ biến là dưới 12 độ C. Lùi xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, hai khu vực này đều không có mưa trong đêm Giáng sinh của năm nay. Tuy nhiên là Tây Nguyên thì trời rét, nhiệt độ các thành phố không quá 20 độ C. Còn Nam Bộ thì thời tiết mát mẻ, dễ chịu với nhiệt độ phổ biến là từ 23 cho đến 24 độ C. Trên biển, gió Đông Bắc vẫn hoạt động mạnh gây ra sóng lớn cho nhiều vùng biển. Quanh huyện đảo Hoàng Sa, gió mạnh vào khoảng là cấp 7, cấp 8, giật cấp 9. Còn vùng biển phía Tây của huyện đảo Trường Sa sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Trời mưa dâm, tiềm ẩn theo lốc xoáy nguy hiểm. Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Hiền với những dự báo chi tiết vừa rồi.